sáng 12 tháng 6, tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, Tòa Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp tuyên phạt 27 năm 9 tháng tù đối với 4 bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngày 9 tháng 2 năm 2024, tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, bị cáo Phạm Văn Thế mang 14 gói ma túy loại metafetamin với tổng khối lượng 3,749 gram đi bán, thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt quả tang. Bị cáo Hồ Thị Thu Huyền, chú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, đã mua 6,02 gram ma túy loại metafetamin để bán kiếm lời. Và ngày 27 tháng 2 năm 2024, tại nhà nghỉ Hoa Hồng, xã Vân Du, huyện Ân Thi, Huyền đã bán cho Hoàng Văn Anh 0,884 gram ma túy với giá 1,2 triệu đồng để anh sử dụng. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, bị cáo Trần Văn Dựng bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 87,103 gram metafetamin. Căn cứ hành vi mức độ phạm tội của từng bị cáo trong các vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Thế 4 năm 6 tháng tù, Hồ Thị Thu Huyền 8 năm tù, Hoàng Văn Anh 1 năm 9 tháng tù và Trần Văn Dựng 13 năm 6 tháng tù.